ơi, xin chào Quốc Hưng nha. Sao cô không nói? Nãy giờ cô không thấy con nhắn tin. Cái bóp bíp khác chơi nó bị hỏng mà con ơi. Cái bóp bíp này chơi nó không có bị hỏng. Cái âm thanh nó lớn nữa. Con không thích công chúa này hả? Sao hôm nay cô live buổi trưa? À, bữa nay cô chưa đi làm, bữa nay cô rảnh nè. Cô chơi bóp bíp khác á hả? Chút xíu cô chơi nha nè. Chơi này phải tập trung lắm mới được nha. Bóp bít đó to hơn bóp bít thường, đúng rồi, đúng rồi, cái này nó to lắm, tới 13 nút lần con, còn bóp bít thường có 10 nút à. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cô chơi căng thẳng quá hả? Cô chơi tập trung quá chứ không phải căng thẳng. Cái loại này mình chơi phải tập trung như thế này nữa, không là mình sẽ bấm lộn quá.